đại 2, thực chiến đại lý. Người ta cho một vật dao động bị hòa trên đường BQ với O là vị trí cân bằng, là trung điểm của BQ, thì vật chuyển động trên đoạn đường nào thì vector vận tốc ngược chiều là vector gia tốc. Thì ta có vật chuyển động trên cái đoạn đường từ vị trí cân bằng về hai biên thì vector vận tốc sẽ ngược chiều vector gia tốc. Vì vậy, IC là đáp án đúng. Cho một vật dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài A, chu kỳ dao động là T, thì người ta bắt các em tính độ lớn của vận tốc cực đại. Thì ta có này. Gì nhỉ? Quỹ đạo là một đoạn thẳng dài A thì anh gọi biên nhọn biên độ là A nhỏ thì nó chính bằng A lớn trên 2 đúng không? Ta lại có này. Omega bằng 2π trên T. Vì thế nhân V max bằng omega A hay chính bằng 2π trên T nhân với A lớn trên 2, và nó bằng bao nhiêu nhỉ? Pi A trên T. Được chưa? Thì ta chọn ngay đáp án gì? B đúng không? Thì người ta cho con lắc vào xo, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật tạo động điều hòa theo phân tử đứng. Thì người ta có là khi vật ở vị trí cân bằng, độ giãn lò xo là delta L, thì người ta yêu cầu là xác định chu kỳ dao động của con lắc. Thì các em trả lời nhanh nhanh công thức nào nhỉ? Nhìn phát biết ngay công thức C đúng không? T bằng 2π căn của delta L trên G. Được chưa? Rồi, ok. Ta suy ra đáp án C. Nếu độ cứng K của lò xo và khối lượng M của vật treo vào hai đầu lò xo đều tăng gấp đôi thì chu kỳ dao động của vật sẽ, thì ta có này, T bằng 2π căn của M trên K đúng không? Thì tại vì khối lượng M và độ cứng đều tăng lên gấp đôi, thế nên tỷ số M trên K không đổi. Vì vậy ta có T không đổi. Vì thế suy ra đáp án B. Đúng chưa? Rồi, chúc em học tốt. Chu kỳ của con lắc vào xo thì A chỉ phụ thuộc vào khối lượng của vật, thì B không phụ thuộc vào độ cứng của lò xo, thì C không phụ thuộc vào gia tốc động trường, thì D phụ thuộc vào gia tốc động trường. Thì cái này các em cho anh hỏi là chu kỳ của con lắc vào xo được tính bằng công thức gì nhỉ? Có phải là T thì T bằng 2π căn của gì nhỉ? M trên K đúng không? Còn cái công thức này này, công thức T bằng 2π căn của delta L trên G ấy. Công thức này nó được suy ra bởi công thức này thôi. Còn đây là công thức chính. Tại vì sao? G, nếu mà G thay đổi thì delta L cũng thay đổi, nhưng mà cái tỷ số delta L trên G này nó luôn bằng M trên K. Được chưa? Vì vậy, chu kỳ của con lắc lò xo nó phụ thuộc vào khối lượng của vật và phụ thuộc vào độ cứng của lò xo. Vì vậy câu A này chỉ phụ thuộc vào khối lượng của vật, câu này sai. B không phụ thuộc vào độ cứng của lò xo, câu này cũng sai. Vì C không phụ thuộc vào gia tốc động trường, câu này thì đúng, anh vừa phân tích. Thì D phụ thuộc vào gia tốc động trường, cái này cũng sai. Thì suy ra ta chọn đáp án gì nhỉ? C đúng không? Rồi, chúc em học tốt.